cứ đi, đi rồi rồi chạy đi, mời theo, đi không nổi em, rồi cứ đi 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 tốt lên kia, trời ơi. Để rồi bởi vì cái dáng đi của mình đi là biết đâu là làm hết rồi mình đi tìm dáng đi lại không có. Điều đây coi lại cái đoạn phim này. Yeah. Rồi, bắt tới, đi tới. Mọi người nhìn cái cốt của bạn này. Cái cốt tay. Cái đó là cái dấu hiệu của một cái viên đang cốt dạng thấp nữa. Yeah. Rồi, đi qua đi, ngồi đi. Nên. Rồi. Tụi em lại coi cái chân của anh ấy. Nhìn nè. Thấy chưa? Không phải teo. Nổi cục đó. Nè, chân này cũng vậy nè. Đây nè. Bị lâu lắm rồi. Thấy không? Cái này bị lâu rồi. Cái này bị mấy năm nay nè. Mười mấy năm rồi đó. Mấy cái hạt này gọi là tô bít. Thấy không? Thật ra là cái bệnh này cũng là do ăn ở mà ra thôi. Rồi bây giờ là tôi mà chữa có ổn gì nữa đó. Là chị nhớ cái chuyện ăn uống đúng không? Rồi, tao chị nằm xuống thì uống éo khổ quá. Cái này chị biết như sao? Là khi mình bấm á, vô thì nó rất đau. Nhưng mà chút xíu chị đi cái nhẹ nhàng người liền. Thấy không? Thời nhà ông xã mất rồi, ông biết là làm người. Dạ. Liền cũng la. Em chưa là chị la đi nhưng mà ở đây cho la hết ở đây cũng ở đây cắm này cắm này chị ngô nhưng mà sợ nhà có chuyện gì yên tâm không lo chạy lại đây một lần nữa hiện nay hết con cái chùm đá là cho chị chiều nay còn tập nữa đừng lo. Ok rồi xin cảm ơn. Cái ca mà thần kỳ đầu năm á bên YouTube thầy. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi mẹ em á là lúc đầu là bị sao? Em bị thoái hóa xương khớp này. Thoát vị đệm này. Rồi thần kinh tọa này. Khi lên đây là trước khi lên đây thì là mẹ em là được bệnh viện y học cổ truyền Nam Kỳ Khởi Nghĩa này là yêu cầu nhập viện có khả năng phải mổ. Vâng, thì khi đó thì vô tình làm sao mẹ em nằm liệt ở nhà mấy ngày. Thế mở mạng lên thì gặp được thầy mừng quá thì đòi đi, nhưng hôm nay nói với thầy cả lớp em nhắc là em không có đồng ý. Vì nó nói là chờ ở bệnh viện không đi, đi mấy ông năm băm. Đúng, câu đó hay á. Dạ. Thế mẹ em nói không, thầy hay lắm, phải đi mới được. Thế là quyết tâm rồi em mới nói thôi được, cả chiều mẹ đi. Thì trước khi lên thầy ấy, là mẹ em bước xuống giường đi vệ sinh không nổi. Đi ba bước phải quay lại giường, vệ sinh tại chỗ. Sau đó thay đồ xong em chở em thầy luôn. Thì em ngồi quán cà phê em chờ. Em tức là đẩy bả đây rồi mình uống cà phê chứ mình tại vì có đứa em có đứa em nó vô tại em con không muốn vô nữa chắc là không vô đâu chắc không vô. Thế rồi uống cà phê xong 11:30 em sang đây. Mẹ em đi ra tự nhiên cười te tuyết đi bình thường. Em nói ủa cái gì nhanh quá vậy, chơi kỳ vậy. Em nói ủa sao nhanh vậy. Nói khỏe khỏe rồi về thôi. Chiều còn lớp nữa thì quay lại học giữa thì học. Đúng rồi. Mà không mai học buổi nữa là ngon rồi. Đêm nay về thì mẹ em vẫn làm việc bình thường. Hôm đó về làm xong buổi chiều thầy là làm được nhà bình thường luôn. Không có phải nằm nghỉ, không có phải gì, làm việc bình thường. Đúng rồi. Khỏe lại và sáng từ hôm trở về đến hôm mùng 9 Tết. Hôm nay là 14. Thì làm việc bình thường. Còn em á. Dạ. Bản thân em á. Dạ. Làm nghề gì em làm nghề gì? Em lái xe này. Lái xe? Dạ. Thế nào cũng bị nữa. Em bị rồi. Ừ. Em bị có tí đêm. Ừ, thế nào? Em mổ rồi. Mổ rồi mẹ. Từ từ mày cho điên quá. Mấy năm về trước. Mấy năm em đúng là thằng điên thiệt. Thật thiệt là bây,
tiếc. Bây giờ vô đây mới thấy mình điên. Mới thấy mình điên, mình tiếc. Tiếc quá, tiếc vì gặp thầy quá trễ. Nhưng em mong là sau này được học thầy rồi để giúp cho bản thân, gia đình với lại những cộng đồng xung quanh. Chính xác. Giải quyết cái khác. Cái vấn đề là ở chỗ này. Bây giờ thấy mẹ mình bớt rồi. Mừng quá. Nhưng mà không, trước sau vẫn bị lại. Dạ. Đừng có nghĩ rằng là đã được điều chỉnh là hết đâu. Cứ sao bị lại. Nhưng bây giờ em yên yên chắc một điều, nếu mà em học ở đây, tôi sẽ dạy hết những cái gì mà tôi biết. Thì sau này mẹ em chỉ cần nhốn cái em quốc phát nó trở lại bình thường liền. Em hiểu chưa? Nhưng mà em phải hứa một điều là cái mà mình biết là mình đến dành cuộc đời. Cái người hàng xóm mình, em sẽ thấy rất nhiều người bị cổ, lưng, gối, không có chạy ra thoát cái đó. Và mình phải sẵn lòng với cái sự nhiệt tình để cứu giúp những người xung quanh. Còn ở đây á, nãy tôi nói á, có cái nhóm thiện nguyện, mà nếu mà có điều kiện thì em nên gia nhập để chi biết rèn luyện tay nghề. Rồi để mình làm, tại mình không phải trả đồng nào nữa hết, mà mình còn được bồi dưỡng học thêm trong lúc quá trình đi nữa. Rồi mình về mình giúp được cho bà con lối xóm mình. Rồi mình đi đâu mình cũng thấy là mình có điều có ích cho xã hội. Bây giờ mình thấy trước mắt rồi, còn lúc đó em sẽ thấy là người ta sẽ nói mình lăng băm giống như là hồi xưa mình nghĩ vậy, nhưng mà mình rất là em hiểu không? Mình rất là cái điều quan trọng là gì, mình làm được cái có ích là mình nở nụ cười được rồi. Làm điều gì mà không thẹn với trời, không thẹn với đất và không thẹn với người thì em cứ làm, còn chuyện chê bai là chuyện bình thường, thấy không? Và tôi bị chửi nhiều lắm, thấy không? Ai cũng như chửi đến nạn nhiều lắm, nhưng mà kệ. Bây giờ cố gắng làm sao đào tạo những cái anh em ở đây để mà giúp được cho thiên hạ. Mình đừng có nghĩ là mình anh em mà có bệnh đó, là đừng có nghĩ là đến đây để được chữa bệnh, đừng nghĩ cái suy nghĩ đó. Vì chắc chắn nếu mình nặng là ở đây sẽ hỗ trợ, nhưng mà cái mà chính là chính mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ mẹ em á là ổn rồi, nhưng mà chưa ổn thì em về em phải nhớ dặn mẹ em phải học cái cách ăn uống trở lại, nhịn ăn, hút không khí, chườm đá. Ở đây mình không sợ đâu, tại vì khi mình nhịn ăn á thì buổi trưa mình ăn bù lại, ăn cho đầy đủ. Một cái mà tôi tìm ra mà tôi mừng vô cùng á là cái nguyên lý của nhịn ăn từ 8 giờ cho tới 12 giờ trưa. Mẹ em nó khỏe lắm thầy, không có biết đói là gì. Không biết đói nữa. Mẹ em thức từ 3 giờ sáng để nấu cháo bán. 3 giờ sáng, mà đến khi 12 giờ trưa về em có hỏi là mẹ có mệt, có đói không? Thế không, bình thường khỏe luôn. Mà lúc trước mà em là chỉ buổi sáng sớm mà 5 rưỡi không ăn nên là tự nhiên nó muốn suy sụp. Nó muốn suy sụp, muốn yếu. Nhưng bây giờ thì thấy bình thường. Không có biết đói là gì. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.